Chắc là khoảng tầm 3 tuần rồi thì mình không bấm máy quay một cái vlog nào cả. Thời gian này mình rất là bận ấy, bận xong rồi có nhiều chuyện xảy ra, thế nên là không có thời gian, không thể sắp xếp được thời gian để có thể quay. May mắn là bây giờ nó tạm ổn hơn và mình cũng nhớ máy quay, nhớ YouTube quá rồi, thế nên là quyết định bấm máy. Chủ đề chính của ngày hôm nay là sẽ là một ngày ăn gì nhưng mà theo phiên bản của một người đã giảm 7kg. Hồi tháng 3 sau khi sinh nhật mình xong thì mình nặng tầm 55-56 cân, thì bây giờ thì mình chỉ còn tầm 48 cân thôi. Tầm đó. Hôm qua mình vừa live stream xong thì mọi người cũng bảo mình gầy đi rất là nhiều. Rồi mình cũng nói qua về những cái cách mà mình giảm cân ấy. Chắc là mình sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn để nói về những vấn đề giảm cân của mình trong một video khác. Còn hôm nay thì đơn giản thì sẽ là một video một ngày ăn gì của một người đã giảm 7 cân thịt, nhưng mà đó sẽ là phiên bản sau một cái ngày mà đã ăn quá nhiều. Chắc là ai cũng sẽ có những cái ngày mà cái ngày hôm trước ăn quá nhiều, xong hôm sau nó sẽ kiểu bị tức bụng, căng bụng, rồi cái cơ thể mình nó hơi khó chịu ấy. Đấy, chính vì thế nên hôm nay mình quyết định là mày quay một ngày ăn gì của mình sau rất lâu rồi mình không làm nữa. Và bây giờ thì bắt đầu thôi. Và một buổi sáng của mình khi ngủ dậy xong thì việc đầu tiên sẽ là cân. Tại vì cái số cân mà buổi sáng sau khi thức dậy và chưa ăn gì thì đó chính là cái số cân chính xác nhất. Đây là cái cân mà có thể đo được cả cái tỷ lệ mỡ, tỷ lệ cơ, tỷ lệ nước. Nói chung là như một cái cân in body ấy. Đó, và mình đã đầu tư để mua nó. Ngoài ra thì nó sẽ còn liên kết với cả một cái app nữa. Đấy, thì mình có thể kiểm soát được tất cả cái cân nặng của mình qua cái app này. Mọi người có thể thấy mình có cân hàng ngày luôn ấy, hầu như. Đấy, bây giờ thì bắt đầu. Khi cân xong thì nó sẽ hiện ra như thế này. Hôm qua vì mình đã ăn quá nhiều nên là hôm nay mình đã lên 48,44 cân. Đấy, và ngoài ra thì nó sẽ có những cái chỉ số như là BMI này, rồi là cái tỷ lệ mỡ, tỷ lệ cơ, tỷ lệ nước, rồi là số cân mỡ, số cân cơ, số cân nước. Rồi BMR cho mình nữa là tính xem mình nên cần bao nhiêu calo cho cơ thể. Đó, mình cũng có đi cân InBody, cái cân xịn ở chỗ Pilates của mình á. Thì cái sai số ở cái cân này với cả cái cân này nó cũng chỉ lên khoảng tầm 0,7% thôi. Nhiều lúc lắm là lên 1% thì mình thấy khá ok. Mặc dù cái cân này nó chỉ đắt bằng 1/3 so với cái cân InBody thôi, nhưng mà mình kiểu rất thích nó. Và mình nghĩ bạn nào muốn giảm cân kiểu khỏe mạnh và lâu dài như mình ý, và kiểu rất là quan tâm đến cái lượng cơ và lượng mỡ của cơ thể ý, thì mọi người có thể mua cân này. Hôm nay đó chính là sữa chua xoài. Đây là sữa chua không đường. Mình mua một hộp to này về ăn dần cả một quả xoài thái. Sau những cái hôm mà mình ăn nhiều xong thì cái hôm sau mình sẽ phải ăn rất là nhiều sữa chua hơn mức bình thường để cho nó tiêu hóa tốt hơn ấy. Ngoài ra thì mình sẽ cho thêm một ít mật ong vào nữa. Loại mật ong này là dành cho người giảm cân được bên hàng dùng rất là nhiều. Hộp cũng xinh nhỉ. Không ai nghĩ là kiểu mật ong luôn ý.
là hai cái loại granola mà mình ăn gần đây. Và cái loại này thì là loại có vị táo và bột quế. Còn loại này thì là gồm có ngũ cốc và cả hạnh nhân và các loại hạt khác nữa. Vậy là mình đã làm xong một cái bát sữa chua xoài granola. Trông ngon quá. Có ngũ cốc nữa. Quên vừa nãy không kể mọi người là mình ăn theo chế độ giảm cân 16-8 và 24 là cách ăn giảm cân gián đoạn. Ngày mà hôm trước mà mình ăn quá nhiều thì hôm sau thì mình sẽ ăn theo kiểu 24 như là hôm nay. Thì nghĩa là chỉ ăn trong vòng 4 tiếng thôi và 20 tiếng còn lại thì mình sẽ không ăn gì cả. Nói là không ăn gì thì không phải. Trong cái thời gian đốt mỡ đấy thì mình vẫn uống nước lọc và uống những cái trà như trà kombucha chẳng hạn. Thì mình sẽ uống để cho không cảm thấy đói, không làm ảnh hưởng đến quá trình đốt mỡ của mình ấy. Còn những ngày mà mình ăn uống nhiều độ các thứ thì mình ăn theo kiểu 16-8, nghĩa là 16 tiếng nghỉ và trong 8 tiếng thì mình sẽ ăn. Những người thì sẽ có một cái cách giảm cân khác nhau, nhưng mà đây là cái cách mà mình thấy là hiệu quả với mình nhất. Mình xuống cân khá là nhanh. So với cái việc là nhịn ăn các thứ ra thì mình thấy ăn cái này thì mình sẽ được ăn những cái thứ mình thích và không có cảm giác là kiểu bị lạ người hay mệt người gì cả. Thì mọi người nên tham khảo thôi nhá. Nên tham khảo thôi chứ mình không thể chắc chắn 100% các bạn làm theo mình nó sẽ kiểu giảm cân ý. Nhưng mà cái cách mà giảm cân gián đoạn này là cái cách mà mình thấy bây giờ ai cũng áp dụng rất là nhiều rồi. Và mình nghĩ là hầu như sẽ đều có kết quả ấy. Tại vì mình thấy nó cũng rất là khoa học ấy. Hôm nay thì mình sẽ áp dụng theo cách là 24, đó chính là 4 tiếng ăn và 20 tiếng nghỉ không ăn gì để đốt mỡ. Bây giờ thì ăn thử thôi nhé. Ăn mình rất thích ăn. Mà ăn cùng với cả ngũ cốc granola đi cùng với nữa. Perfect. Buổi trưa của mình thì mình sẽ ăn mì trộn. Nhưng mà cái mì này thì là mì cho những người giảm cân. Tại vì nó làm từ cái sợi côn chắc. Mình ăn giống như kiểu chali ấy. Nhưng mà cái này rất ít calo. Một cái hộp này của nó chỉ có 90 calo thôi. Nó cái sợi mì nó khỏi làm từ bột mì ấy. Đây là cái miếng steak mà mình đã nướng qua trước rồi. Tại lúc trước mình không ăn hết ấy. Nên là mình sẽ kiểu giá lại để trộn cùng cái này. Và đây là cái salad mà hôm trước mình mua nhưng mà mình vẫn chưa ăn hết. Đấy, hôm nay đúng kiểu tổng vệ sinh cái tủ lạnh luôn. Cái sợi này thì nó chỉ có 15 calo thôi ấy. Thì đây là cái dầu ô liu. Mình sẽ giảm được cái lượng dầu mình ăn đi mọi người. Mình đã mua. Vậy là bữa trưa của mình đã xong.
Đây chính là mì trộn với thịt bò. Đây là salad. Và salad của mình bị để tủ lạnh nên là nó hơi bị dập rồi. Nhưng mà không sao. Bây giờ mình sẽ ăn đây. Ta ta. Mình đã làm xong rồi. Rất là nhanh thôi. Chắc là tầm 10 phút là xong hết cái đống này. Salad hơi tiếc một tí, kiểu hôm qua để tủ lạnh quá, bây giờ nó bị đông đá. Xong rồi lúc mà lấy ra kiểu nhìn nó bị dập ấy. Nó không sao. Theo cái xin ta. Cái sợi khuôn giác này này thì mình đã ăn theo kiểu dạng mì nước rồi. Nó như kiểu mì tôm ấy. Và vị của nó cũng khá giống mì tôm. Mình là một người rất là thích mì nên lúc mà giảm cân mà không được ăn mì á thì mình kiểu bị thèm dã man. Xem ở Hàn Quốc thì những mà các bạn đang giảm cân ấy thì các bạn ấy sẽ ăn cái mì kiểu konjac này. Nó như là kiểu jelly ấy mọi người. Ăn nó sần sần sật sật như jelly thôi ấy. Nhưng mà cái vị, gia vị của nó rất là ngon, giống như với cái mì bình thường á. Nên là mình đã đỡ thèm hơn rất là nhiều. Nó còn ít calo nữa. Mọi người, sau khi ngồi nghỉ ngơi các thứ thì mình đã lên đồ để đi tập thể dục. Mình đã thay quần áo xong. Bây giờ hôm nay thì là thứ bảy nên là mình không đi tập Pilates mà chỉ đi xuống cái phòng gym ở dưới nhà mình để tập thôi. Mình cũng chỉ tập một tiếng thôi. Chắc là hôm nay cuối tuần nên là cái phòng này khá đông nên mình sợ mình cũng không quay gì được ấy. Là trà kombucha thì mình sẽ mang đi xuống để đi tập luôn. Và mình đã thay giày rồi. Đây là giày tập. Chứ đôi này đi siêu siêu thích luôn mọi người, êm cực kỳ. Đấy, bây giờ thì về nhà rồi thì bây giờ thì mình sẽ uống protein là sữa lắc. Sau khi tập xong khoảng tầm 15 phút thì mình sẽ uống cái protein, cái sữa lắc này để cho phục hồi cơ ấy mọi người. Sau khi tập xong
thì mình sẽ pha cái sữa lắc này. Trong cái sữa lắc này thì nó có tận 48,89% là protein nên là rất là tốt và nó cũng no lâu nữa, nên là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái bữa ăn của mình ngày hôm nay tại đây, tại vì này uống rất là no ấy. Thì đây mình sẽ uống cùng với cả sữa hạnh nhân. Cái này bao nhiêu? 40 calo cho 190ml, cộng với cái này là 80 calo, cộng vào thì sẽ là tầm 120. Vị mình uống là vị sữa chua dâu. Lắc này chắc là phải đi theo mình, đây là năm thứ 3 rồi. À đâu, năm thứ 4 rồi. Mình uống từ năm 2020 mà. Chắc là mọi người tìm lại cái video giảm cân năm 2020 của mình, chắc là vẫn còn thấy cái sữa lắc này. Cái sữa lắc thì mọi người cứ đổ sữa vào trước, sau đó thì mới cho bột vào thì nó sẽ không bị đóng cái cặn ở dưới cái đế chai. Và mình đã kết thúc 4 tiếng ăn trong cái ngày mà mình ăn theo chế độ giảm cân gián đoạn 24. Và chắc là mình sẽ làm một cái video một tuần giảm cân của mình. Mình sẽ ăn từ thứ hai đến chủ nhật để cho mọi người xem. Ngoài cái ngày như thế này ra thì những cái ngày bình thường thì mình sẽ ăn uống như thế nào để giảm cân. Thì mình nghĩ là nó sẽ thực tế hơn là chỉ xem có mỗi một ngày hôm nay thôi, vì ngày hôm nay mọi người không thể áp dụng cho tất cả các ngày được đâu, mà chỉ áp dụng được với những ngày mà hôm trước mọi người ăn quá nhiều và hôm sau mọi người cần nghỉ ngơi các thứ ấy. Bây giờ thì chắc mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người trong các video tiếp theo. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video này. Và hãy nhớ like, subscribe và comment dưới video này nhé. Bây giờ thì goodbye.